Ukrainian President Volodymyr Zelensky confirmed Russian counteroffensive actions in Kursk region were ongoing during a briefing in Kyiv on Thursday. Russians have started counteroffensive actions. It goes according to our Ukrainian plan, Zelensky said. Zelensky also responded to a question about the threat from Belarus, which has amassed troops close to Ukrainian border, saying the situation is under control. Затягування цього процесу призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії. Тому, якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілося б, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія. Разом до перемоги. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом. Щодо Білорусі, скупчення бачили давно. Контролюємо цей процес. Ситуація. Thank you so much. A part of the Karola Bridge, one of four crossing the Elbe River in downtown Dresden, has partially collapsed. The pedestrian and cycle path, as well as the local tram tracks, have been affected, according to the Dresden Fire Department. There is an acute danger to life on and under the bridge. For this reason, the entire area has been cordoned off, Michael Klar, spokesperson for the Dresden Fire Department, said. He said the 100-meter-long bridge is still in danger of further collapse and two district heating pipes were damaged, causing the hot water supply to completely stop in the eastern city of Dresden. Gegenwärtig ist die Lage so, dass die Brücke nach wie vor akut einsturzgefährdet ist. Zumindest ist der Bereich, der hier zum Teil in der Elbe zum Liegen gekommen ist. Es besteht akute Lebensgefahr auf und unter der Brücke. Aus diesem Grund ist der gesamte Bereich weiträumig gesperrt. Darüber hinaus haben wir aufgrund des Berstens von zwei großen Fernwärmeleitungen das Problem, dass in der gesamten Landeshauptstadt Dresden die Versorgung mit Warmwasser komplett zum Erliegen gekommen ist. A flood on Tuesday swept away an entire hamlet in northern Vietnam, killing at least 16 people. Several dozens remain missing, state media said. Vietnamese state broadcaster VTV said the flash flood gushing down from a nearby mountain in Lao Cai province buried Lang Nu hamlet with 35 families in mud and debris. Only over a dozen managed to escape the tragedy. Rescue has recovered 16 bodies and continue the search for about 40 others. The death toll from Typhoon Yagi and its subsequent rain that triggered floods and landslides climbed to 141 on Wednesday as 69 others remain missing and hundreds were injured, VTV said. Various landslides on roads leading to the hamlet also hindered the rescue effort. Yagi was the strongest typhoon to hit the Southeast Asian country in decades. It made landfall Saturday with winds of up to 149 km per hour and despite weakening on Sunday, downpours continued. VTV said floods and landslides caused most of the deaths. Water levels in several rivers, including the Red River that flows through the capital, Hanoi, were dangerously high, forcing authorities to evacuate people living close by.
State media cited local officials saying Hanoi, Vietnam's second most populated city and home to 8.5 million people, experienced floods not seen since 2008. Đầu thì trận lũ quét đã vùi lấp toàn bộ thôn làng Bù với 35 hộ dân. Ngay sau khi nhận được thông tin thì lực lượng cứu hộ đã ứng cứu được 10 người, còn hơn 100 người vẫn đang mất tích. Theo người dân địa phương thì khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai, nên khi vụ sạt lở núi xảy ra thì tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc, nên việc cứu hộ cứu nạn hiện gặp rất nhiều khó khăn. Con đường này để vào tác nghiệp trong khu vực xã Ca Thành, xã Yên Lạc về công tác cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, hiện tại thì chính con đường duy nhất này cũng vừa bị sạt lở rồi. Và ngay lúc này, Sở Chỉ huy Quân sự đã triển khai các công tác ứng cứu, bao gồm dân quân tự vệ, y tế và cứu hộ cứu nạn để nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích. Vào dạng sáng ngày hôm nay đã có thêm 5 người được đưa đến trung tâm y tế huyện Nguyên Bình để chữa trị. Tuy nhiên, điểm khó khăn nhất lúc này là nhiều địa điểm đất đã bão hòa với nước nên tình trạng sạt lở. Để kích hoạt tình trạng khẩn cấp, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xử lý kịp thời. Hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ công an và quân đội được huy động những ngày qua tại khắp các tỉnh thành. Những cuộc hành quân xuyên đêm, xuyên ngày và không biết ngày nào được nghỉ. Những người dân được lực lượng cứu ra sau nhiều ngày học trong mưa lũ. Lên được những ngày này, lực lượng cứu nạn cứu hộ vượt qua mọi khó khăn để tìm kiếm và đưa người dân đến nơi an toàn của nhân dân, đến nơi người dân cần mình là mục tiêu lớn nhất.